chuyên gia, khi không khí lạnh kết hợp bão số 6 sẽ gây ra thời tiết rất nguy hiểm, đặc biệt là biển động dữ dội ở khu vực rộng lớn, biển động dữ dội khi bão số 6 tương tác với không khí lạnh. Phát biểu tại cuộc họp ứng phó với bão số 6, bão ne sát của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai sáng ngày 18 tháng 10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm qua, ngày 17 tháng 10 bão số 6 đạt cường độ mạnh nhất cấp 10. 2 đến 13, giật cấp 15, sự báo bão sẽ duy trì cường độ mạnh cấp 12 đến 13 trong khoảng 12 giờ tới. Từ chiều và đêm nay, ngày 18 tháng 10 trở đi nhiều khả năng sẽ giảm dần cường độ khi di chuyển về phía vùng biển trung bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh. Khác với cơn bão trước đây, khi vượt qua khu vực phía bắc của đảo Luzon, Philippines, do đi qua vùng biển thoáng, không bị ảnh hưởng của ma sát địa hình, nên bão số 6 không bị mất năng lượng nên cường độ gần như giữ nguyên khi vào biển Đông, mạnh cấp 11, Hiện nay không khí lạnh đang hoạt động mạnh và liên tục được tăng cường nên sự tương tác của không khí lạnh này với hoàn lưu bão trên biển Đông sẽ quyết định đến quỹ đạo và cường độ của cơn bão số 6. Phần lớn các cơn bão trong quá khứ đi vào biển Đông mà gặp không khí lạnh và khô đã tồn tại phía trước thì cường độ bão sẽ suy yếu, tuy nhiên trong quá khứ vẫn có trường hợp không khí lạnh không đủ mạnh thì bão sẽ yếu đi nhưng không nhiều và cường độ ảnh hưởng tới đất liền vẫn còn mạnh, ông Khiêm nhận định. Trước mắt, giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý cần đặc biệt quan tâm đến ảnh hưởng của gió mạnh trong 24 đến 48 giờ tới ở khu vực Bắc Biển Đông, nhất là khu vực biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam, bởi sự tương tác của không khí lạnh và hoàn lưu bão. Số 6. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió mạnh cấp 9 đến 10, sau tăng lên cấp 11 đến 12, giật cấp 14, sóng biển cao 6 đến 8 mét, vùng gần tâm bão 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Vùng biển phía tây bắc khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6 đến 7, giật cấp 9, sóng cao 4 đến 6 m biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6 đến 7, giật cấp 8 đến 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 m biển động mạnh. Do tương tác với không khí lạnh nên phạm vi và mức độ ảnh hưởng của bão số 6 đến vùng biển ven bờ và đất liền có thể xảy ra theo các kịch bản sau, kịch bản 1 với xác suất xảy ra khoảng 60 đến 69% xảy ra trong trường hợp bão tương tác với không khí lạnh, suy yếu trước khi đi trước khi vào vùng biển trung bộ và yếu thành vùng áp thấp hoặc áp thấp nhiệt đới trước khi vào đất liền. Kịch bản 2, xác suất xảy ra khoảng 30 đến 40%. Khi bão di chuyển tới khu vực phía nam của đảo Hải Nam, tương tác mạnh với không khí lạnh rất mạnh, cường độ yếu đi nhanh sẽ tan trước khi đi vào đất liền, trên đất liền mưa và gió không đáng kể, mưa lũ gây thiệt hại lớn, 8 người thiệt mạng. Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, đợt mưa lũ 13 đến ngày 18 tháng 10 đã khiến 8 người chết, 5 nhà bị sập, đổ, 3 nhà bị thiệt hại, thời điểm cao nhất ngày 15 tháng 10 có 74.533 nhà bị ngập. Hiện còn ngập 1.500 nhà tại Thừa Thiên Huế, từ 0,1 đến 0,2 mét, người dân đã về nhà, 380 hecta hoa màu bị ngập hư hại, 221 hecta thủy sản bị thiệt hại, 60.427 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Đường sắt Bắc Nam, quốc lộ 1 và các tuyến giao thông chính đã thông tuyến. Riêng hai điểm sạt lở lớn, 1 km 32 200 quy 9c tỉnh Quảng Bình hiện các phương tiện đã lưu thông. 2 quy l 1 năm đi cửa khẩu quốc tế La Lai tỉnh Quảng trị. Dự kiến ngày 25 tháng 10 sẽ hoàn thành đường tạm để phương tiện lưu thông. Hiện các địa phương đang tiếp tục giả soát, tổng hợp thống kê thiệt hại. Theo báo cáo nhanh của cơ quan thường trực Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Bộ đội biên phòng tính đến 6 giờ 30 phút ngày 18 tháng 10, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.719 tàu 275 lao động biết diễn biến của bão để di chuyển phòng tránh, trong đó 3 tàu Quảng Ngãi 33 lao động đang ở khu vực đảo Đá Lồi, quần đảo Hoàng Sa. Về tình hình hồ đập, theo báo cáo của Phụ An Toàn Đập, tại khu vực Bắc Trung Bộ hiện có 2.323 hồ, dung tích từ 66 đến 98% dung tích thiết kế, 1.319 hồ đầy nước, thanh hóa. 320 phần 610 hồ, Nghệ An. 962 phần 1061 hồ, Hà Tĩnh. 25 phần 346 hồ, Quảng Bình. 7 phần 153 hồ, Thừa Thiên Huế 5 phần 56 hồ. Khu vực Nam Trung Bộ có 517 hồ, dung tích đạt 65 đến 90% dung tích thiết kế, 350 hồ đầy nước. Đà Nẵng 19 phần 19 hồ, Quảng Nam 55 phần 73 hồ, Quảng Ngãi 65 phần 118 hồ, Bình Định 22 phần 160 hồ, Phú Yên 36 phần 50 hồ, Khánh Hòa 5, 28 hồ, Ninh Thuận 8 phần 21 hồ, Bình Thuận 40 phần 40, 8 hồ đầy nước.